Phiên buổi chiều tối ngày 14 tháng 12 năm 2019, em Thảo Hoa Lan Lạng Sơn xin kính chúc cả gia đình mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Sưu tầm cho mình được thật nhiều giỏ hoa lan đẹp và có một cuộc sống luôn gặp may mắn, bình an. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại 0848 626 228, 0965 495 087, 0363 929 228 là 3 số điện thoại của em Thảo. Cô chú anh chị qua kết nối. Và đây ạ, đây chính là địa chỉ cửa hàng của em đây ạ. Facebook là Chu Thảo May Mắn, với địa chỉ cửa hàng của em ở 784 đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn. Và ngoài những giống hoa phong lan thì gia đình em Thảo còn có vật tư phân thuốc. Và bây giờ thì em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng mặt hàng nhé. Hiện tại thì gia đình em Thảo còn có những cái bảng gai châu, cam hồng và cam lửa, hàng thanh lý nhé cả nhà nhé. Hàng thanh lý bởi vì hàng bị lỗi lá trong quá trình vận chuyển thôi chứ không có vấn đề gì cả. Đấy, đây ạ, cả nhà có nhìn thấy lỗi lá này. Đấy, lỗi lá. Đây, bị lỗi lá đây này. Chứ thực ra là cây nó vẫn còn đẹp đấy, lỗi lá trong quá trình vận chuyển vì nhà xe người ta không để ý. Thì khi mà về mấy trăm cây nó sẽ có mấy cây nó sẽ bị lỗi một tí bởi vì nó bị xếp ở dưới cùng. Đấy. Này, mỗi cây đều có nụ hết rồi đấy. Bình thường em Thảo bán 200.000 một bảng đúng không ạ? Em Thảo bán ngày hôm nay với giá cực kỳ là mềm luôn. Em bán với giá là 160.000 thôi. Nó có lỗi một tí và đã có hoa này, đã có nụ này. Đó. Xem có cây cũng chưa có nụ đâu nhưng mà chủ yếu là đã có nụ. Em xem cây này có nụ không? Cây này chưa có nụ. Đấy. Em có 5 bảng đã trâu cam lửa thanh lý 160.000, mua 2 bảng là 300.000 nhé cả nhà nhé. Hàng nó chỉ bị lỗi một tí thôi, hàng vẫn còn ngon lành. Hôm nay gia đình em Thảo có 4 cây hoàng tử áo đỏ, hàng hơi lỗi một tí trong quá trình vận chuyển nhé cả nhà nhé. Cây vẫn còn rất là xanh tươi và cây hoàng tử áo đỏ hoa cho nở Tết. Rất là đẹp đấy ạ, mỗi một chậu của nó này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đến 7 cặp lá nhé, rất là xinh đấy ạ. Đó. Đây. Em bán bình thường 230, em thanh lý mấy cây này. Em bán với giá là nó hơi lỗi một tí thôi đây này, lỗi trong quá trình vận chuyển này. Đó, đây. Em bán với giá 150. Cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Cây nào nó cũng bị cứa cứa một tí nhưng mà vẫn rất là xinh. Đó. Hiện tại gia đình em Thảo còn có 6 chậu trầm hàng lỗi lá trong quá trình vận chuyển đây, cả nhà có thể nhìn thấy ạ. Còn cây nó vẫn phát triển hoàn toàn bình thường. Đó. Và cô chú anh chị biết rồi, trầm cửu long là cây tem để tạo ra những cái dòng cây trầm khác rất là đẹp ạ. Và nó là tiêu chuẩn nét đẹp để đánh giá những cái cây trầm khác. Đấy. Trầm cửu long rất là đẹp. Và hoa của nó mặt bông to, tròn, rất đẹp luôn. Vậy cả nhà còn nhìn thấy trên màn hình này, đây chính là mặt bông của trầm cửu long đây ạ. Và cây của nó, đây, rất là xinh. Bình thường em Thảo bán là 280 một chậu đúng không ạ? Hôm nay em còn có 6 chậu hàng lỗi lá này. Em thanh lý với giá là 220.000 một chậu. Mua 2 chậu em bán là 400.000 nhé cả nhà nhé. Em chỉ còn có là 6 chậu bán thanh lý thôi. Hàng nó lỗi lá nhưng mà cây vẫn phát triển bình thường. Và cô chú anh chị khi mà cây của nó mà có bông ấy thì nó cũng rụng lá mà. Nên là anh chị em nào muốn mua hàng để gây giống thì chúng ta có thể là sưu tầm nhá. Đây ạ, mỗi một cây của nó cây cao khoảng tầm 50cm rồi. Đó, 40-50cm rất là đẹp luôn. Và đây là trầm Điện Biên hàng gieo hạt của gia đình em Thảo với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp luôn đúng không ạ? Và trầm Điện Biên là cái trầm dòng trầm nổi tiếng ở trên Việt Nam mình đúng không ạ? Cô chú anh chị nào mà đã từng chơi lan thì biết đến cái dòng này. Đó, và đây là hàng gieo hạt. Số lượng thì em Thảo không có nhiều đâu. Và trong quá trình bán hàng thì em Thảo được rất nhiều cô chú chị yêu mến. Và cái mặt bông này nhá, năm ngoái gia đình em Thảo cũng có lấy về và đã sổ ra tại vườn. Một cái mặt bông mà nó được cái vẻ đẹp của nó rất là đẹp mà nó còn rất là thơm nữa. Một bông nở ra cạnh nhà em ạ, lối đi vào bếp đấy ạ, thơm ngát luôn. Đó. Và em Thảo bán với giá là 150, được 2 bảng này. Đấy. Tức là 75.000 một bảng thôi. Đấy. Đây là hàng để sưu tầm, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm 1-2 bảng. Bởi vì giá của nó cực kỳ là mềm đúng không ạ? Đấy. Đây. Có 75.000 thôi này, xinh quá. Yêu lắm luôn. Cây chuẩn bị thắt ngọn cho cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông rồi đấy. Và số lượng thì em Thảo không có nhiều đâu ạ. Trầm Điện Biên gieo hạt 75.000 một bảng. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm những trồng cây phi điệp lá mít hòa bình, là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và cái dòng hoa này khi trưởng thành chúng ta chăm sóc tốt, nó có thể lớn bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta. Và cây này khi mà lá của nó trưởng thành thì thường nó xòe to hơn so với những cái lá cây phi điệp khác. Hoa của nó cánh dày dặn, hoa rất là bền. Và ngày hôm nay những cái chậu của nó cây cao khoảng từ 4 cho đến
5 cm thôi, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và đối với những cái chậu này thì đợt tháng 4 năm vừa rồi em Thảo toàn bán dòng cây này với giá là 101 đúng không ạ? Ngày hôm nay duy nhất em bán với giá chỉ có 45.000 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm nhá. Và số lượng thì em Thảo chỉ có 500 cây thôi, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta còn sưu tầm. Đó, cây phi điệp lá mít, cây cao khoảng từ 4 cho đến 5 cm, cây nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và cô chú chị nào yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo 3 số điện thoại là 0965 495 087 0848 626 228 là 2 số điện thoại của em. Và đây là một số cây nó cũng đã thắt ngọn để chuẩn bị chất dinh dưỡng cho cây hoa tiếp theo rồi đấy ạ. Đó, cho cây những cái cây năm sau. Rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là xinh ạ. 45.000 một cây thôi, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo có 5 hình cây HO đỏ dành cho 5 cô chú anh chị muốn sưu tầm cho mình cái mặt bông độc và đẹp đúng không ạ? Cái dòng hoa này cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Chúng ta có thể vừa chơi lá, vừa chơi thân, lại vừa chơi hoa. Và cái dòng hoa này cũng có thể gọi là mặt bông va đúng không ạ? Rất là đẹp và không đâu có thể tìm được cái mặt bông màu tím đậm. Lưỡi của nó cực kỳ là xinh và cái cánh của nó rất là bay đúng không ạ? Đấy. Và giá ở trên thị trường thì có rất là nhiều giá, có nơi họ bán lên đến 750.000 một cái thân ngắn thôi đấy ạ. Đấy, anh chị em nếu mà theo dõi thì có thể biết. Và đây là dòng có mặt bông chuẩn nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm. Cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông rồi. Đấy, rất là xinh. Cây này có thể vừa chơi lá, vừa chơi thân và vừa chơi hoa luôn ạ. Với cái dòng lá láng này, với cái thân của nó trơn mượt như thế này thì cực kỳ là đẹp luôn đây này. Nhìn thấy không ạ? Đó. Cây số 1 em bán là 250.000, cao 66 cm. Đây là thân hoa cao 66 cm nhé cả nhà nhé. Cây đã thắt ngọn rụng lá rồi nên là những cái lá của nó bây giờ hoàn toàn là vô nghĩa rồi. Tiếp theo, cây số 2, em bán 240.000, cao 45 cm, đấy ạ. Đấy, rất là xinh, cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Đấy. Tiếp theo, cây số 3 gồm có 2 thân. Thân dài nhất là 34 cm và thân ngắn của nó là cao 29 cm, đấy ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy, cái dòng lá này là cái dòng lá cứng, với cái thân của nó láng cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Thân vàng vàng này, có cây thân vàng rất là xinh luôn. Đó. Tiếp theo, cây này cây số 4, 250.000, cao 54 cm. Khi mà nói về cái dòng cây này đấy ạ, người ta thích nhất ở cái phần thân của nó láng ấy, rất là đẹp luôn. Và cái lá của nó hơi giống với trầm rồng đỏ đúng không ạ? Nếu mà nhìn thoáng qua giống trầm rồng đỏ, nhưng mà làm sao mà trầm rồng đỏ mà xinh bằng ạ? Bởi vì là cái cánh của nó bay lắm. Cái cánh của nó bay và bông của nó đẹp lắm. Đó. Tiếp theo, cây số 5 gồm có 2 thân, 1 thân cao là 63 cm, thân dài này 63, thân này là 54 cm. Và cái thân của nó là tím đỏ rất là đẹp này. Nhìn thấy không ạ? Em sát sát vào đây này. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Và em có 5 hình em quay nhanh bởi vì gia đình em Thảo còn có rất nhiều những cái mặt hàng đằng sau nữa. Và đây là một trong những cái mặt bông cực kỳ là đẹp và xuất sắc, nên là anh chị em nào mà chúng ta yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm, bởi vì giá của nó cực kỳ là mềm mà mặt bông thì rất là đẹp và rất là đáng để chúng ta sưu tầm đấy ạ. Và em Thảo xin giới thiệu cả nhà về 10 loại cây con giống của gia đình em Thảo có sẵn ra từng khay đây ạ. Đầu tiên gồm có hòn hèo, phi điệp 5 cái trắng mắt xước 75.000, gồm có 2 thân này. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai 1 thân 65.000. Phi điệp 5 cánh trắng phú thọ 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hậu 75.000, gồm có 2 thân. Phi điệp mắt đỏ hòa bình 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mỹ nhân này. Đó. Phi điệp bảo 75.000, cũng gồm có là 2 thân. Phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh, đây ạ, 1 đến 2 thân. Và gia đình em Thảo có rất nhiều hàng nên là em sẽ quay em bán combo nhé cả nhà nhé. Đây ạ, mỗi một combo em Thảo bán với giá là 300.000, gồm có là 5 cây. Đây ạ, 5 cây nhé. Combo số 1 gồm có là phi điệp hòn hèo người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Là một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Với mặt bông mẹ, cả nhà quạ nhìn trên màn hình đây chính là mặt bông mẹ của hòn hèo này. Và phi điệp 5 cánh trắng phú thọ là một trong những cái dòng hoa 5 cánh trắng có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm nhé cả nhà nhé. Tiếp theo, cây phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh, viết tắt là HO đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa
ở Hòa Bình, năm cánh trắng Hòa Bình rất là xinh đúng không ạ? Đây ạ, mỗi một thân của nó thân xanh khoảng từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm. Phi điệp năm cánh trắng mắt xước, đây ạ, một cái dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy trên màn hình, đây chính là phi điệp năm cánh trắng mắt xước. Đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Phi điệp năm cánh trắng mắt nai thì là một thân đúng không ạ? Đó là combo số 1, gồm có 5 loại như vậy. Mặt bông cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là tổng thể 5 loại là mặt 5 mặt bông như thế nhá. Em bán với giá là 300.000 một combo. Tiếp theo combo số 2. Combo số 2 gồm có hồng mỹ nhân, gồm có 2 thân cao từ 3 đến 5 cm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây chính là mặt bông của hồng mỹ nhân này. Tiếp theo đây là phi điệp hồng yên thủy, hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cũng cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây. Đúng không? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân đúng không ạ? Rất là xinh. Cây bảo bảo, phi điệp bảo bảo này. Đó, phi điệp bảo bảo với mặt bông mẹ cũng rất là đẹp nữa. Cả nhà các bạn nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp mắt đỏ Hòa Bình. Mắt đỏ Hòa Bình thì thân của nó là đỏ là phải rồi. Đó, với mặt bông, cái mắt đỏ Hòa Bình này khi mà cái dòng hoa này mà với cái mặt bông mẹ của nó đây là chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là cái mắt của nó nhoe ra. Đấy, giống như là khóc đúng không ạ? Khóc ra máu là rất là thảm thương đúng không ạ? Hồng mẫu hậu. Đây, phi điệp hồng mẫu hậu này. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy chính là mặt bông mẹ của hồng mẫu hậu. Đây là hai combo của gia đình em. Mỗi cây khi mà bán lẻ thì nó khoảng tầm 70 đến 75 nghìn, nhưng mà khi cả nhà mua combo thì với giá là 60 nghìn thôi nhé cả nhà nhá. Đây ạ, 10 loại của nhà em. Cô chú anh chị nào yêu mến những cái dòng hoa nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhá. Hôm nay gia đình em Thảo có 7 phần thanh lý, thì gồm có là 3 phần nù ta ly và nù Hòa Bình, và 4 phần là cây phi điệp sổ số, tức là em gọi là phi điệp sổ số bởi vì là có rất là nhiều loại lẫn lộn với nhau, như là năm cái trắng Phú Thọ, Hiển Oanh, Hòn Héo, Châu Như, mắt đỏ Hòa Bình, hồng yên thủy, hồng mỹ nhân đúng không ạ? Và những cái dòng này thì là cái dòng hàng đã hoàn của gia đình em, và gia đình em đã lại chăm và các em ấy lại nở trở lại rồi, là tươi trở lại rồi. Và đây là những cái cây nù này cả nhà các bạn nhìn thấy, vì thân của nó nù nên cả nhà các bạn nhìn thấy cái rễ của nó vẫn là bám nhá. Đấy, nên là cô chú anh chị nó tập trung phát triển thân đấy ạ, nên là cái rễ của nó vẫn bám chứ nó không phải là gãy gốc hay như thế nào đâu nhá cả nhà nhá. Đó. Em có một lô là 7 cây, em bán là 300.000 nhá cả nhà nhá. Tính ra chỉ có là 40.000, 41.000 trên một cây đúng không ạ? Đấy. Đây là hàng hoàn và gia đình em Thảo đã chăm bám và nó đã tươi trở lại rồi. Hàng nếu mà cô chú chị lấy về chúng ta làm giống thì vẫn được nhá. Phi điệp châu Như F1 là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị sưu tầm về để chúng ta săn bệt đúng không ạ? Và cùng một cái lô này đã được rất nhiều cô chú anh chị nở ra những cái mặt bông bệt rất là đẹp và phản hồi lại rất là thích đấy ạ. Và em có để phần ra một chú, gồm có là chú ấy bảo là mua 12 chậu và em có để phần ra, thì là em vẫn chưa thấy lên lấy nên là em sẽ bán ra lộc cho cô chú anh chị nào yêu mến nhá. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 3 thân và mỗi thân của nó cao khoảng từ 12 cho đến 20 cm nhé cả nhà nhá. Gồm có 2 thân, một chậu rất là đẹp này. Đó, đây. Thân của nó là thân tím luôn này, có thân tím một tí này. Đây. Đó. Bình thường mỗi một chậu em Thảo bán từ 150 cho đến 170 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em bán với giá là em bán theo combo luôn nhá. Để, tại vì là có mà chú ấy bảo là lấy 3 chậu này về để trồng vào một chậu. Nó cũng rẻ nên là em sẽ bán cực kỳ là mềm với giá ra lộc lá 300.000 được 3 chậu này, được 6 thân cực kỳ là đẹp nhá. Em chỉ còn có là 4 phần nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta coi sưu tầm nhá. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có khoảng tầm 10 chậu kiều dẹt, như cả nhà có thể nhìn đã, cây khoảng 2 cho đến 3 thân tơ, cây rất là xinh xắn, cây cao khoảng từ 15 cho đến 20 cm. Và kiều dẹt được nằm trong top 7 loại hoa lan quý hiếm và có giá trị đắt đỏ nhất Việt Nam mình đúng không ạ? Và hoa của nó màu vàng tươi, rất là thơm, nở rất là bền. Chính vì vậy dòng hoa này được mệnh danh là nữ hoàng của dòng hoa kiều đúng không ạ? Kiều thì có rất là nhiều loại, kiều có kiều dẹt, kiều vuông, kiều vàng, kiều tím, kiều hồng đúng không ạ? Có rất là kiều mỡ gà nữa, có rất là nhiều dòng kiều. Và kiều dẹt là cái dòng hoa quý hiếm nên chính vì vậy nó cũng hơi đỏng đảnh đúng không ạ? Rất nhiều cô chú anh chị đã từng thuần nhưng mà bất thành, và đây chính là cơ hội cho anh chị em nào muốn sưu tâm, chúng ta có thể mua 2-3 chậu về chúng ta ghép vào thành một chậu thì chúng ta sẽ được một cái chậu hoa rất là xinh. Và riêng hàng kg của nó đã rơi khoảng tầm 700 cho đến 800 nghìn một cân đúng không ạ? Và khi mà chúng ta trột đi nữa thì chắc là cũng chỉ được khoảng tầm 1 đến 2 chậu như này thôi đúng không ạ? Đó, em có 10 chậu thôi.
Bình thường em thảo bán với giá là 250 cho đến 280 một chậu. Hôm nay em thảo bán duy nhất chỉ có 200.000 một chậu thôi ạ. Em số lượng chỉ có 10 chậu thôi nhá anh chị em nhá. Cây khoảng 2 đến 3 thân tơ như anh chị em có nhìn ạ. Xinh lắm, rất là đẹp nhá. 200.000 một chậu. Ngày hôm nay gia đình em thảo chia sẻ với cả nhà một cái dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng trên thế giới. Với vẻ đẹp sang trọng và quý phái, dòng hoa này được gọi là biểu tượng của sự vĩnh cửu và huyền bí được không ạ? Là một loại hoa lan có 102. Có mặt bông của nó là màu đen tuyền, quyến rũ và rất là độc đáo đúng không ạ? Khi mà cây nở ra thì có hương thơm dịu ngọt và được đánh giá là một cái mặt bông đẹp và độc đúng không ạ? Và hiện nay thì ở trên thị trường có rất là nhiều những cái loại ngọc trai. Và hàng của gia đình em là hàng đã thuần tại vườn của Việt Nam được 2 năm rồi. Nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm về cái độ thích nghi của môi trường. Nó sẽ cao hơn so với những cái dòng khác khi mà nó chúng ta nhập từ bên Đài mới về. Thật sự cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng hoa này thì chúng ta hãy sưu tầm cho mình 1 đến 2 chậu đi ạ. Đấy, cây đang thắt ngọn rụng lá để cho bông nhé cả nhà nhé. Hoa nở vào mùa xuân, cực kỳ là đẹp luôn. Đây, em cho cả nhà ngắm nhìn những cái mặt bông của nó ở trên đây ạ. Đấy, và mỗi một chậu của nó gồm có hai giả hành to này này. Đấy, nhìn thấy không ạ? Có cây thì có 3. Đấy, và khi mùa xuân đến thì tất cả những cái cây thân tơ nó sẽ mọc lên tùm luôn. Đó, đẹp lắm ạ. Số lượng em Thảo chỉ có 10 chậu dành cho 10 cô chú anh chị thôi. Nên là anh chị em nào yêu mến thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhé. Hàng sưu tầm, hàng cao cấp, cực kỳ là đẹp. Em bán với giá là 470.000, mua 2 chậu là 900 nhé cả nhà nhé. Đấy, khi mua 2 cây thì là giá là 450.000 một cây. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Phi điệp lá mít Hòa Bình ngày hôm nay gia đình em Thảo rất là xinh. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân, mỗi thân của nó cao khoảng từ 10 cho đến 15 cm, rất là đẹp đấy ạ. Có thân của nó sẽ dài khoảng 20 cm nữa này. 20 này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Xinh lắm. Và cái bản lá của nó khi mà trưởng thành nó sẽ xòe to hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác. Và cả nhà mua về chúng ta có thể so sánh giữa cái bản lá của cây phi điệp và lá mít Hòa Bình này với những cái dòng cây phi điệp khác thì mọi người sẽ thấy là lá của lá mít Hòa Bình nó dày dặn hơn này. Thân của nó cũng vậy, thân của nó cực kỳ là khỏe, ú nu luôn này. Đó, và cả nhà có thể là mua về và chúng ta chăm sóc tốt thì nó có thể là lớn bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta luôn. Đó, yêu lắm. Thân của nó cũng mập nữa này. Xinh quá luôn. Đây, em bán 280.000 một chậu nhá. Thân của nó có cây nhưng mà nói chung là toàn những cái thân đây. Đây này, trên 10 cm nhá. Còn cái cây này là khoảng tầm 10 cm, 10 cm và 12 cm, nhưng mà nó mập, nó đẹp. Nói chung là nó đẹp lắm. Và đây là nhà em Thảo đang đóng hàng gửi cho cả nhà. Anh chị em nào mà sau 3 ngày mà chưa nhận được những cái mặt hàng của gia đình em thì vui lòng là nhắn tin nhé. Bởi vì là nhà em thì có rất nhiều những cái mặt hàng nên là có khả năng là bị sai sót. Hoặc là khi nhận hàng thì cả nhà được phép xem hàng trước khi nhận. Đó, mọi người cứ mở hàng ra xem, nếu mà ưng thì nhận. Đó, mà có vấn đề gì về trong quá trình vận chuyển hay là thiếu hàng hay như thế nào thì cả nhà có thể gọi điện lại để thắc mắc với gia đình em. Và gia đình em sẽ có chính sách bù hàng cho cả nhà, nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm là khi mà gia đình em có vấn đề gì sai sót hoặc là trong quá trình vận chuyển thì gia đình em đều chịu trách nhiệm hết đấy ạ. Nói chung là xinh lắm này, lá của nó còn bóng bóng, gân gân nữa, dày dạn, đẹp lắm. 280.000 một chậu cây phi điệp lá mít Hòa Bình. Hàng gieo hạt thôi nhưng mà nó cực kỳ là mê ly luôn. Đó, yêu quá luôn. Phi điệp nụ tam bố là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp luôn, cả nhà các bạn nhìn thấy. Và hiện tại thì cây đã thắt ngọn, chuẩn bị chất dinh dưỡng để cho mùa hoa và nuôi dưỡng những cái thân tơ chuẩn bị khi mùa xuân bước về đúng không ạ? Đây, mỗi một chậu của nó không quá là cao đâu ạ, cao khoảng từ 10 cho đến 12 cm thôi, cây đẹp lắm. Nói chung là chuẩn bị cho bông bói năm tới luôn rồi đấy ạ. Em Thảo bán với giá là 180.000 thôi. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta coi sưu tầm nhé. Đấy, chuẩn bị cho hoa luôn. Này, cây của nó, thân của nó cũng xinh lắm đây này. Nhìn nù đó. Đó. Hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm. Và cái dòng hoa này với 5 cánh trắng đều và cái họng của nó, họng hồng trái tim cực kỳ là xinh ạ. Mặt bông chuẩn như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây nhá, rất là xinh. Và cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông đấy ạ. Với trên thị trường thì rất nhiều cô chú anh chị đang bán với giá là 12.000 trên 1 cm. Và gia đình em Thảo có những cái chậu cao từ 42 cho đến 50 cm. Đấy ạ. Đó. Em bán theo chậu, em chỉ bán với giá là 315.000 một chậu, mua 2 chậu là 600.000 nhé cả nhà nhé. Đây ạ, cực kỳ là xinh luôn. Đấy, hàng thì em Thảo không có nhiều đâu. Hàng đang thắt ngọn chuẩn bị cho bông rồi.
Bông này vào mùa xuân đấy ạ, từ tháng 1 cho đến tháng 2, tháng 3 đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Với năm cánh trắng đều nhau và cái họng của nó, cả nhà nhìn thấy các bạn, họng hồng hình trái tim cực kỳ là đẹp luôn. Cái dòng hoa này dự là sẽ sai bông rất là nhiều này. Và cái thân của nó ở trên khá là to, còn ở dưới thì nó hơi bé, nhưng mà nó sẽ không, nếu mà so với những cái dòng lan khác thì nó không hề bé đâu. Đây, phát triển cực kỳ đẹp luôn này, đã thân ngọn chuẩn bị cho bông rồi. Số lượng gia đình em Thảo không có nhiều nên là anh chị em nào yêu mến cái dòng hoa này thì hãy gọi điện cho em Thảo nhé, bởi vì là không phải là lúc nào gia đình em cũng có những cái chậu có mặt bông đẹp như thế này đâu ạ. Nên là đây là cơ hội cho anh chị em có thể sưu tầm năm cánh trắng với cái họng của nó hình trái tim cực kỳ là đẹp ạ. Họng trái tim màu hồng rất là ngọt ngào đúng không ạ? Xinh lắm này. Đấy. Phi điệp mắt đỏ hòa bình là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến, bởi vì cái mặt bông có cái đôi mắt màu đỏ rất là đẹp, và khi mà ướt mưa hoặc là có sương xuống thì nó sẽ nhòe ra giống như là máu, rất là đẹp đúng không ạ? Như cả nhà đang nhìn, mỗi một chậu của nó khoảng từ 3 thân, 2 thân, 3 cho đến 4 thân đấy ạ. Rất là xinh xắn, dễ thương và cây không quá là cao đâu ạ. Cây cao khoảng từ 5 cho đến 8 cm, có thân thì được cao 10 cm thôi. Đó, nhưng mà có cái cây của nó rất là khỏe đấy, cả nhà có nhìn thấy cây cực kỳ là khỏe. Em bán với giá là 250.000 một chậu. Cây đẹp lắm này. Đó. 250.000 một chậu mắt đỏ hòa bình nhá cả nhà nhá. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm ạ. Đấy. Và hiện tại thì gia đình em Thảo có rất là nhiều đơn hàng, nên là anh chị em nào mà chưa nhận được hàng sau 3 ngày thì vui lòng là gọi điện hoặc là nhắn tin cho em Thảo nhé. Và hiện tại thì tất cả những cái đơn hàng gia đình em đang đóng buổi tối và buổi trưa để em gửi cho cả nhà nữa này. Đấy. Bây giờ em sẽ quay một số mặt hàng khác nữa. Phi điệp sơn điền cánh mai là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm được ạ. Và trong quá trình em Thảo bán hàng thì cô chú anh chị hỏi đến rất là nhiều, bởi vì là cái dòng hoa này là cái dòng hoa xuân nên là cây nó đã thất ngọn rụng lá chuẩn bị cho bông rồi. Đó, mỗi một chậu của nó khoảng từ 2 đến 3 thân, chủ yếu là 2 thân nhé cả nhà nhá. 2 thân và cây cao khoảng từ 15 cho đến 18 cm. Đó, cây rất là đẹp. Với mặt bông mẹ cả nhà qua nhìn đây ạ, nét đẹp nét luôn đúng không ạ? Rất là xinh luôn. Đó, cây không quá là dài nhưng mà cây đã chuẩn bị cho bông bói rồi, rất là xinh. Đó. Và cái lô vừa rồi em Thảo về là em Thảo hết sạch luôn và mãi ngày hôm nay mới lại có. Và cô chú chị nào muốn sưu tầm và chuẩn bị cho bông bói thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Để cả nhà có nhìn thấy cái thân của nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây ạ. Đó, dự sẽ cho là những cái bật bông rất là đẹp đúng không ạ? Cái khuôn bông mà đã đẹp rồi thì nó nở ra bông nào nó cũng xinh hết á. Đấy, nên là cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Phi điệp bệt Easo là một trong những dòng hoa có mặt bông mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những cái dòng hoa được nhiều cô chú anh chị săn bệt nhiều nhất. Và cái lô đợt vừa rồi em Thảo về đấy ạ, chỉ có những cái chậu một thân thôi, và ngày hôm nay thì đã có những cái chậu hai thân rất là đẹp đây, để dành cho cô chú anh chị nào sưu tâm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy ạ, cực kỳ là nét luôn, và cái thân của nó này, thân tím luôn này, tím lịm luôn này. Đó, đây nữa này. Đó. Bệt Easo này em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu, mua 2 chậu là 450 nhá cả nhà nhá. Cây rất là xinh luôn. Đó, và cây đã thất ngọn chuẩn bị cho bông rồi đấy ạ. Xinh lắm này. Đó. Cực kỳ là xuất sắc luôn. Nhiều chị em hỏi gia đình em Thảo là sao vẫn chưa có Di Linh Xuân, hàng để hoa nở vào mùa xuân đấy ạ. Thì ngày hôm nay hàng cũng đã về đấy ạ, với cái thân của nó này cả nhà nhìn thấy không ạ? Đấy, rất là đẹp luôn. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân, thân to, thân bé như kiểu thân mẹ con đó, nhưng mà nó đều là 2 thân hoa hết cả nhà. Và tới này nó sẽ mọc những cái thân tơ ở dưới này rất là nhiều luôn. Đây này, đang mọc lên này, đây này. Đó. Di Linh Xuân là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ, và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và hàng xuân thì bây giờ nó đã thắt ngọn chuẩn bị chất dinh dưỡng cho hoa và cho những cái cây con mùa tới luôn rồi. Em Thảo bán với giá là 230.000. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm nhé. Mua 2 chậu em Thảo bán với giá là 450 ạ. Rất là đẹp luôn. Hàng này để sưu tầm và chuẩn bị cho bông rồi đấy ạ. Và gia đình em Thảo vừa phun phòng chống thối nhũ nên còn hơi xanh xanh ở lá đây này. Đó. Phi điệp hồng trời đánh là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến, và với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Như cô chú anh chị có nhìn thấy, và đây là cái dòng một thân thôi. Mỗi một cây của nó gồm có một thân và có những cái thân con ở dưới nữa. Và cây cao khoảng tầm 20 cm. Em bán với giá là 200.000 thôi ạ. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm nhá. Đó. Đây. Hàng đã thân ngọn chuẩn bị cho bông rồi đấy. Đây nữa này. Và
được sự quan tâm của nhiều cô chú anh chị thì gia đình em Thảo đã về thêm phi điệp nù ta ly cùng với cây phi điệp nù hòa bình đúng không ạ? Nù ta ly là một trong những cái dòng hoa có giá trị về kinh tế rất là cao và hơn nữa có mặt bông mẹ cũng rất là đẹp đúng không ạ? Và em bán với giá bình thường. Nếu mà những cái chậu đẹp như này thì em Thảo toàn bán từ 100 cho đến 120, 130 một chậu. Và ngày hôm nay em bán giao lưu với cả nhà 80.000 một chậu, giá rất mềm luôn ạ. Đó, nù này. Đẹp không ạ? Đó. Xinh cực kỳ xinh luôn, mỗi một chậu khoảng 2 đến 3 thân tơ. Nù nhá cả nhà nhá. Đó. Rất đẹp. Đó. Sau bao nhiêu sự chờ đợi thì ngày hôm nay gia đình em Thảo cũng có một lô để giao lưu với cả nhà, đó chính là nù hòa bình. Như cái đợt vừa rồi tháng 3 hoặc với tháng 4 là em Thảo có bán những cái cây nù hòa bình, cây nó bé lắm, nó chỉ cao bằng này thôi. Nó rất là nù đó, ngày hôm nay này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Cây nù hòa bình này, đây là cơ hội cho anh chị em săn năm cánh trắng này, thân xanh lét luôn. Thân rất là nù để em so sánh giữa cây hạc vĩ thiên cung lữ bố của nhà em này. Đó. Mỗi một chậu của nó từ 2 đến 3 thân, xinh lắm. Này. Đó. Cực kỳ xinh luôn, có cả thân đây này. Đó. Em bán với giá cũng rất mềm luôn. Bình thường em bán toàn 101, 121 đó, một chậu đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán giá cực kỳ sốc, 80.000 một chậu. Chưa bao giờ sốc bằng luôn ạ. Đó, này, đẹp lắm. Trời ơi, xinh lắm. Như cây mẹ cả nhà đang nhìn ở trên màn hình đây chính là cây mẹ của nó nhá. Đó. Rất đẹp, 80.000 một cây thôi. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm những chậu đa châu hồng cánh sen nhỡ được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến, và đây là cái dòng hoa cao cấp nhất trong dòng đa châu, có mặt bông lá, có giá trị kinh tế cao nhất trong dòng đa châu đấy ạ. Và ngày hôm nay gia đình em vừa mới về đây những cái chậu này, và cũng giống như phi điệp ạ, có cây thì hàng trăm triệu đồng nhưng mà cũng có kỳ chỉ có 50.000 đồng ạ. Đa châu cũng vậy, đây lá của nó là 3 cm nhé cả nhà nhé. Và cái chiều ngang của nó em sẽ đo cho cả nhà để cho, bởi vì em quay thì nó có thể là nó sẽ to hoặc là sẽ bé hơn, thì cả nhà quay hình dung này. Cái chiều ngang của nó khoảng tầm 30 cm, cái chiều cao của nó khoảng tầm 7 đến 8 cm, và là cặp lá của nó là từ 3 cho đến 4 cặp lá. Đấy, rất là đẹp đây. Có cây nó cũng chỉ có 3 cặp lá nhưng mà nó vẫn, nếu mà tính cả cái lá trên này đấy là sẽ là 4 đấy ạ. Rất là xinh. Và những cái cây như này em Thảo đã đánh dấu vào là nó là những cái cây có nụ, để cho những cô chú anh chị nào đến nhà xem thì sẽ phân biệt được luôn. Đó. Vì nó là hàng cao cấp nên là giá của nó cũng sẽ cao cấp hơn so với những cái dòng khác. Em bán với giá là 230.000 một chậu, mua 2 chậu là 400.000 nhá cả nhà nhá. Đa châu hồng cánh sen nhỡ cao cấp rất là xinh, và số lượng em không có nhiều nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể là gọi điện trực tiếp cho em Thảo ngay và luôn nhá. Một siêu phẩm đa châu đỏ đốm và đa châu hồng đốm đúng không ạ? Cây rất là xinh mà số lượng thì lại không có nhiều, em chỉ còn có 12 cây thôi ạ. Cây rất là xinh này cả nhà nhìn thấy không ạ? Vừa lá ngắn, lá mít mà nó còn lại còn có cái độ võng ra như thế này. Thì nếu mà trong cô chú chị nào đã chơi đa châu thì biết là cái dòng như này là có giá trị kinh tế cao, kể cả giá trị thẩm mỹ nó cũng đẹp cả nhà nhìn không ạ? Nhỏ nhắn xinh xắn mà nó xếp rụt rịt như thế này, và đã có nụ để cho cô chú chị có thể sưu tầm hoa để chúng ta có thể ngắm Tết được luôn đấy ạ. Đó, xinh quá. Với bản lá là 3 cm, chiều ngang từ 28 đến 30 cm, dòng lá vừa lá mít vừa lá xếp thì cực kỳ là đẹp luôn rồi. Cây này đúng tiêu chuẩn là ngon bổ rẻ luôn ạ, chỉ có 200.000 một cây thôi. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Em có hai màu là màu đỏ đốm và màu hồng đốm. Đây, xinh quá luôn, trời ơi, thật sự luôn này. Không còn gì, không còn từ ngữ nào để miêu tả cái độ đẹp của nó nữa đây. Như những con trâu nghé cực kỳ là xinh luôn. Lá xếp rụt rịt từ 5 cặp lá này, 4 đến 5 cặp lá, chủ yếu là 5 cặp lá thôi. Đây này, xinh quá. Có nụ nữa rồi. Đây này. Đó. Phi điệp hồng yên thủy là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm. Và với mỗi một cây của nó, cây cao khoảng từ 7 cho đến 10 cm và mỗi một chậu của nó khoảng từ 2 cho đến 3 cm nhá cả nhà nhá. Có cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông bói cho năm nay rồi đấy ạ. Đấy, rất là xinh luôn. Đấy, đẹp quá. Em bán với giá là 230.000 một chậu. Với mặt bông mẹ cả nhà quay nhìn ở trên màn hình này đây ạ. 230.000 một chậu, mua 2 chậu lá 450 nhá cả nhà nhá. Rất là đẹp. Và cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đây là hàng gieo hạt. Hoàng nhạn là một dòng dáng hương cực kỳ được nhiều cô chú anh chị săn lùng để sưu tầm, vì có mặt bông màu vàng nổi bật hơn so với những cái dòng dáng hương khác. Và hoa của nó có mùi hương thơm như là hương chanh được ạ, cực kỳ là ngọt ngào. Lá của hoàng nhạn thì nó ngắn,
cứng và xếp dày đối xứng hai bên, có giá trị thẩm mỹ cực kỳ là cao. Và mỗi một chậu của nó là 7 cặp lá trở lên nhé của gia đình em. Và đây là hàng cao cấp, hàng hoàng nhạn đột biến. Có hoa bình thường thì hoa của hoàng nhạn thì thường có màu vàng lưỡi tím đúng không ạ? Còn hoàng nhạn đột biến là hoa vàng lưỡi trắng rất là đẹp. Và số lượng thì gia đình em Thảo không có nhiều đâu ạ. Em sẽ đo cho cả nhà xem đây. Đó, em bán là 320.000 một chậu, mua 2 chậu là 600.000 nhé cả nhà nhé. Đây là hàng cao cấp của gia đình em và số lượng thì không có nhiều. 320.000 một chậu, hoàng nhạn đột. Nhắc đến dòng hoàng thảo thì chúng ta không thể không nhắc đến hoàng thảo trầm tím, một loài hoa vô cùng quý hiếm và nằm trong top 10 loại hoa lan có mặt bông đẹp nhất và thơm nhất. Và cái dòng hoa này có giá trị kinh tế cao bởi nét đẹp quyến rũ và luôn rực rỡ. Và khi mà hoa nở đã có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Và đối với những ai đã từng tiếp xúc với cái loài hoa này một lần thì chắc chắn là sẽ không thể quên được cái hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, tạo ra một cái cảm giác thư giãn. Và riêng mua hàng kg thì nó rơi khoảng tầm hơn 1 triệu đúng không ạ? Em bán ngày hôm nay có những cái chậu hoa gây giống hàng hoàng thảo trầm tím của nhà em. Hiện tại thì là có rất nhiều chậu nhưng mà hiện tại thì chỉ còn có là 8 chậu thôi, em bán hết rồi. Đó, còn những cái chậu rất là đẹp đúng không ạ? Em bán giá ngày hôm nay cực kỳ là mềm, 170 một chậu, mua 2 chậu em bán là 300.000 nhá cả nhà nhá, hàng để gây giống. Và giá này là cực kỳ là mềm luôn, không đâu mua được những cái chậu trầm mà nó vừa đẹp mà nó lại vừa rẻ như thế này ạ. Đấy ạ. Chiều cao thì khoảng từ 3 cho đến 8 cm, 10 cm nhá. Đấy, rất là xinh xắn, dễ thương. Hàng để gây giống, hàng sưu tầm cho cô chú anh chị nào yêu mến. Số lượng thì gia đình em không có nhiều, nên là anh chị em nào yêu mến thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo hai số điện thoại nhá. Cả nhà, về một cái dòng hoa lan mà em Thảo rất là thích. Và em Thảo đã tìm hiểu cái dòng hoa này rất là lâu rồi. Và thật sự là rất là thích cái dòng hoa này. Đó, khi mà nở hoa thì cái hoa này nó xòe ra giống như một con công. Và hiện nay thì trên thị trường thì rất là ít cái loại hoa này. Và hầu như là khi mà chúng ta tìm hiểu trên mạng ấy, nó rất là ít thông tin về cái dòng hoa này. Thật ra thì để mà nói cái dòng hoa này thì nó là cái dòng hoa lai, người ta gọi là báo hỷ lai đấy ạ. Đó, như cả nhà đang nhìn thấy rất là giống với báo hỷ đúng không ạ? Và đây là xuất xứ là từ của Thái Lan. Đó, đây, ví dụ như một chậu như này. Đó, và cái đợt này thì em có để em sưu tầm ở trong vườn. Đó, em rất là thích cái dòng hoa này nên là em sẽ để ở trong vườn của nhà em một vài chậu. Và hôm nay thì cũng trong quá trình em bán hàng ấy thì cũng rất nhiều anh chị em hỏi em về cái dòng hoa này nên là em cũng lấy về. Đó, vì lần này thì em lấy được một ít hàng thôi thì em cũng lấy về, thì em cũng không biết là nhu cầu của anh chị em như thế nào. Và riêng bản thân em thì em rất là thích cái dòng hoa này rồi. Đó, thì em lấy về 100 chậu. Thì em để lại trong vườn của em 20 chậu và em có một khách là đặt 50 chậu bởi vì khách đấy cũng rất là thích và cũng hỏi em. Và em cũng đang tìm hiểu về cái dòng hoa này nên là em lấy về. Hiện tại thì em còn có khoảng tầm 30 chậu dành cho anh chị em nào mà yêu mến và muốn sưu tầm cái dòng hoa này. Hiện tại gia đình em Thảo còn có 6 chậu cây sơn thủy tiên hàng thân lùn của gia đình em. Và hàng kg mỗi một lần khi mà về hàng thân lùn thì được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Bởi vì thân lùn khi mà chúng ta ghép vào những cái dớn đĩa như này thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Đấy, cái thân của nó cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây, mỗi một chậu gia đình em ghép vào những cái dớn đĩa nhìn rất là xinh luôn. Và hoa của nó cả nhà nhìn ở trên màn hình ở đây ạ, hoa cực kỳ là đẹp. Đây, cái dòng thân lùn này, phủ bóng rất là đẹp nhá. Đấy. Và hiện tại thì gia đình em Thảo còn có 6 chậu duy nhất. Bình thường em Thảo bán với giá là 370.000, ngày hôm nay em chỉ còn có 6 chậu nên là em bán với giá là 330.000 một chậu. Mua 2 chậu em bán là 600.000 nhá cả nhà nhá. Cực kỳ là đẹp luôn đây này, cả nhà gọi nhìn thấy này. Đó, hàng thân lùn. Không phải lúc nào nhà em cũng có những cái chậu thân lùn là để giao lưu với cả nhà đâu ạ. Một cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu mến và nó là cái dòng tiêu chuẩn nét đẹp của cái dòng trầm, đó chính là trầm cửu long, cây rất là cao. Đây ạ. Cây cao khoảng từ 50 cm rồi đấy ạ, nhìn thấy không ạ? Cây này mà chúng ta chăm sóc tốt thì nó sẽ cao khoảng tầm 2 m. Đó, còn đạt phi 21 đúng không ạ? Rất xinh, cây lá của nó này, thân này, đẹp lắm. Chúng ta phải mua 2-3 chậu và chúng ta trồng một chậu cũng đẹp lắm đây này. Cây khỏe, chúng ta mua về đây, đẹp cực kỳ luôn. Đó, trầm cửu long có mặt bông đẹp, thơm, rõ nét nhất trong tất cả các dòng trầm và nó là tiêu chuẩn nét đẹp của những cái dòng trầm khác. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Một chậu gồm một thân, lá cực kỳ là xinh luôn, bạn lá dày, đẹp, cây đang đi ngọn cực kỳ là khỏe. Và cái riêng cái dòng trầm này thì nó có thể vừa đi ngọn và nó có thể vừa cho hoa được đấy ạ. Đó, xinh lắm.
em không có nhiều đâu nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể là sưu tầm nhé. Và gia đình em Thảo còn có một chậu đa châu duy nhất hàng khủng to của gia đình em Thảo. Cây này gồm có 9 cặp lá và một con đang bật đấy ạ. Con này đang bật ở dưới gốc, nó chưa lên hẳn đâu. Đó. Và cây này cả nhà con nhìn thấy này, 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ và 5 nụ. Nụ này cả nhà nhìn thấy, nụ to thế này thì sai hoa sẽ rất là dài đấy. Đó đấy ạ, cây này là cái dòng lá ngắn, có độ vươn ra rất là đẹp này. Và cái cây này là hàng cao cấp của gia đình em. Cây cao là 24cm này. Và cái bản này là khoảng tầm 53cm chiều ngang này. Với lá của nó xem bao nhiêu nào, 6cm. Đâu dưới này, lá đây xem. Đấy, 6cm nhá cả nhà nhá. Vì là gia đình em Thảo chỉ tưới ấy, tưới thì tưới vào gốc thôi. Cả nhà khi mua về thì chúng ta tưới vào gốc nhé bác. Bởi vì là cái này này, cái này là cái nụ ấy, nên là chúng ta sẽ không tưới nước. Nên là gần nhà em gần bụi quá nên là nhìn nó hơi bụi thôi. Đó, không sao hết. Mặt bông ở nhà đang nhìn đây chính là mặt bông của nó nhá. Em bán với giá là 2,3 triệu. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm nhá. Hiện tại thì em chỉ còn có một cây. Cây này là em để phần nên là vẫn còn đấy ạ. Không là em lại bán hết luôn. Đây, xinh quá. Ngày hôm nay em Thảo xin chia sẻ với cả nhà một cái dòng hoa đem lại may mắn, tài lộc cho người trồng. Đó chính là hoàng tử áo đỏ. Chính vì nó đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng nên là được rất nhiều cô chú anh chị mua về để tặng quà tân gia, khai trương cửa hàng. Hoặc là chúng ta treo các nhà vườn ở công ty đều rất là đẹp đúng không ạ? Để thu hút tài lộc và may mắn về bản thân mình đúng không nào? Và hiện tại gia đình em Thảo đang cung cấp mỗi chậu hoa hoàng tử áo đỏ rơi vào khoảng tầm 5-6 cặp lá này. Cả tính cả lá ngọn là 7 cặp lá này. Đó. Đẹp, mỗi một chậu như thế này. Đợt vừa rồi thì em có phục vụ cho anh chị em rất nhiều đúng không ạ? Và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và cái đợt vừa rồi thì em còn có 8 cây. Thì em có thanh lý với giá chỉ có 230.000 đúng không ạ? Bình thường em bán 260-300 đúng không ạ? Hôm nay em cũng bán giá rất là mềm. Cây thì xinh, giá thì mềm, 230.000 một cây. Mua 2 cây là 400.000 nhá cả nhà nhá. Hoàng tử áo đỏ như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Có cái bộ rễ rất là dài. Đây là rễ gió nhá cả nhà nhá. Rất là xinh xắn, dễ thương đúng không ạ? Đó. Em bán với giá là 230.000, mua 2 cây là 400. Phi điệp thân nụ. Đây ạ, đây chính là phi điệp thân nụ nhá cả nhà nhá. Cây cao khoảng từ 12 cho đến 18 cm, có cây này đã thắt ngọn rồi. Đó. Cây rất là đẹp nhá. Xinh lắm. Đấy. Là một trong những cái dòng hoa nếu mà so sánh giữa cây lộc bắc này đây. Đó, thân nụ rất là to được không ạ? Thân nụ to và đẹp lắm. Đó. Em bán với giá là 250.000 một chậu nhá. Phi điệp nụ hòa bình, phi điệp thân nụ rất là xinh. Đó, em đo cho cả nhà xem này. Đó, cao khoảng từ 13 cho đến 17 cm. Nếu mà nó thấp hơn thì nó sẽ nhiều thân hơn một tí. Xinh lắm. Đây là một số cây phi điệp mắt châu của gia đình em. Với mặt bông mẹ cả nhà quay nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và cái thân của nó đỏ rất là xinh đây. Đấy. Thân hầu như là đang đi ngọn nhé cả nhà nhá. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân, cây cao khoảng từ 8 cho đến 15 cm rất là xinh. Đấy, cả nhà quay nhìn ạ, thân của nó đỏ rất là xinh nhá. Phi điệp mắt châu này em bán với giá là 240.000 một chậu. Cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm, rất là xinh luôn. Hàng gieo hạt. Đấy, mặt châu rất là đẹp nhá. Và riêng cái dòng này chúng ta chơi thân thôi để nó cực kỳ là đẹp và xuất sắc rồi. Đấy. Với cái thân lá của nó đấy ạ. Đây là mắt châu hòa bình thì cái thân lá của nó vẫn dày dặn hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác đấy ạ. Đó, xinh quá. Và đây chính là cây phi điệp nù 68 của gia đình em. Như cả nhà nhìn thấy thân rất là nù đúng không ạ? Đây. Phi điệp nù 68 này. Đó. Mua một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Đó. Cái dòng hoa này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Đó. Và đây là cái dòng hoa có nguồn gốc xuất xứ tại Lâm Đồng đúng không ạ? Và đây là một trong những cái dòng hoa chơi thân thôi thì cực kỳ là xinh luôn. Mặt bông như anh chị em có thể nhìn thấy. Đây. Đó. Em bán với giá là 250.000 một chậu. Nụ 68. Cây của nó thì không cao quá đâu. Này. Từ 5 cho đến 8 cm. Đây này. Đó. Nhưng mà cây nó khỏe lắm. Đó. Đó. Rất là xinh luôn. Đó, một chậu này. Và đây là kích cỡ chậu nhá, em sẽ đo cho anh chị em để cho anh chị em bảo. Em quay gần thì sao mà to thế đây này. Đó, cái chậu này là 10cm nhá, đây này. Đó, rất là xinh xắn, dễ thương. Wow, xinh quá là xinh. Và hiện tại thì gia đình em Thảo vừa mới về được 50 cây phi điệp ma bó hàng gieo hạt của gia đình em.
Và cái mặt bông như anh chị em có thể nhìn ở trên màn hình này, đây chính là cây phi điệp ma bó này. Đó, em có cả cây năm nhất là 75.000 và cái cây này là cây năm 2 rồi. Đó, cây này em bán với giá rất là mềm ạ. Này, nhìn rất là nhiều thân nhá, đây 2 đến 3 thân. Đó, toàn 3 thân, 2-3 thân thôi. Đó, em bán với giá cũng rất là mềm, cây nó không cao đâu, cây nó còn bé lắm. Đây, cao chỉ khoảng từ 5 đến 8 cm thôi, không cao lắm đâu. Đó, em bán với giá là 230.000 một chậu, 230.000 một chậu nhá cả nhà nhá. Đó, mua 2 chậu với giá là 450.000 phi điệp ma bó. Còn bên này là cây châu như nè, xinh quá là xinh luôn. Đó, phi điệp châu như, hàng gieo hạt đó. Phi điệp lộc bắc là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm được không ạ? Phi điệp lộc bắc này, cả nhà có nhìn thấy đó. Đó, cây của nó không quá là cao đâu, chỉ cao khoảng từ 8 cho đến 10 cm. Đó, mỗi một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Phi điệp lộc bắc này em bán với giá là 230.000 một chậu. Mua 2 chậu là em bán 400.000 nhá. Phi điệp lộc bắc có mặt bông rất là đẹp luôn nè, mặt bông mẹ rất là xinh luôn. Cây của nó này đẹp lắm, nói chung là xinh. Và đây là một số vật tư phân thuốc của gia đình em Thảo. Cô chú anh chị cần những loại nào thì em Thảo sẽ gửi kèm cùng hoa lan. Và bây giờ thì em Thảo sẽ giới thiệu anh cả nhà về từng loại, về từng công dụng và giá thành của sản phẩm luôn nhá. Và mùa này thì cây của chúng ta rất là dễ bị trột đúng không ạ? Bởi vì là cái độ ẩm trong không khí khi bước vào mùa thu và mùa đông thì nó giảm cực kỳ là mạnh ạ. Nếu như mùa hè độ ẩm trong không khí khoảng từ 70 đến 80% thì sang mùa thu thì nó chỉ còn 40 đến 50% thôi, nên là chúng ta sẽ cảm nhận được đó chính là đầu tiên là chúng ta bị nẻ chân, nẻ môi được ạ. Bây giờ em Thảo đã bị nẻ rồi bởi vì trên Lạng Sơn lá đã lạnh rồi đấy. Chính vì như vậy là cây của chúng ta rất là dễ bị mất nước, dẫn đến tình trạng là suy cây, héo lá và vàng lá đúng không ạ? Chính vì vậy là cái mùa này khi mà chúng ta tưới nước ấy thì cô chú anh chị tưới ngày 1 đến 2 lần và chúng ta có thể tưới đẫm hết cả giá thể luôn nhé cả nhà nhé. Đấy. Và 3 tháng cuối năm này là 3 tháng cực kỳ là quan trọng trong cái vấn đề là tích trữ dinh dưỡng đúng không ạ? Để cây chuẩn bị cho hoa. Và đặc biệt là đối với dòng thân thòng thì bây giờ chúng ta đã đang thắt ngọn rồi đúng không ạ? Nên là cái 3 tháng này là 3 tháng cực kỳ là quan trọng và 3 tháng giàu dinh dưỡng nhất. Và cây sẽ phát triển mạnh nhất và dồn dinh dưỡng, tích trữ dinh dưỡng để cây cho hoa đúng không ạ? Và cho kỳ và sang năm đúng không nào? Và khi mà độ ẩm không khí không còn nhiều như vậy thì chúng ta sẽ bắt buộc phải giữ ẩm cho cây của chúng ta một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa, cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000, là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn. Và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhá, nhớ cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000, đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhá cả nhà nhá, phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài đúng không ạ? Nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề là chống thối nhũn đúng không ạ? Nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây,
Đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ, đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình, đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất, đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả, kích thích ra rễ cực mạnh đây. Đó. Siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này nó sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây, đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá, đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, ra rễ đâm chồi. Đây này, đấy, chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 3010, đúng không ạ? Làm cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt, đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó. Đây, em bán này, NPK 30 10 10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây. Phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng, đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây, đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Super Home này. Super Home này cũng là một cái dòng để bón lá, đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết, đúng không ạ? Đấy. Super Home này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhé. Rất là, thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai, đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng, đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này, nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn, đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000. Lọ này lọ to nhé cả nhà nhé. Lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên. Thẻ ghi tên này để em bán với giá là 70.000. Được nhiều lắm. Được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ, đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ. Một kích rễ là N3M 25.000. Một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta, anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha đây này. Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy, vườn nào mà có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn, đúng không ạ? À, hoa của chúng ta sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau 55.000. Đấy.
Nhầm, nano bạc là 45.000, còn kin kin boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng kin kin boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng, cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được, hoặc là theo cái sự hướng dẫn, nói chung là cũng như nhau thôi. Và tiếp theo đó chính là viên thuốc trị thối nhũn. Đấy, cực kỳ là hiệu quả luôn. Em bán là 20.000 một viên. Đó, là một gói, đây là dạng viên sủi nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Một viên này thì chúng ta sẽ sử dụng được với 16 đến 20 lít nước này. Đó, cái này sử dụng cho bắp cải rất là tốt, và đặc biệt là sử dụng cho cây lan cũng cực kỳ là tốt luôn. Đấy, 20.000. Đặc trị vi khuẩn 35.000. Hiệu đặc biệt cũng là đặc trị sương mai, phấn trắng, thán thư. Nói chung là nó cũng là như vậy. Em bán là 35.000, hai cái đều như nhau hết. Kiki thì gia đình em Thảo có Kiki Duy đỏ và Kiki Duy xanh. Kiki Duy đỏ thì nó là dạng bôi, còn Kiki Duy xanh là dạng phun. Đấy, nó có sự hướng dẫn hết rồi. Em bán với giá là 60.000 Duy xanh và 80.000 Duy đỏ nhé cả nhà nhé, Kiki. Và dây thì hiện tại thì gia đình em có dây buộc 100m này, 100m tờ đây. Em bán là 50.000 dây buộc nhá. Đấy, keo liền sẹo. Keo liền sẹo này em là hàng của Mỹ, keo liền sẹo màu đen ấy, hàng rất là tốt đấy, em bán là 50.000. Bả sen em cũng nói rồi nhờ, 35.000. Đây. Phân bón lá đậu châu 501 này, nảy chồi ra hoa. Đó, em bán theo bộ nhá. Đấy, nó có cả cái cây, có cả đậu châu 701 nữa này, kích thích ra hoa nữa. Đấy. Em bán một bộ lá. Em bán là 75.000 một bộ nhé cả nhà nhé. Gồm còn sẽ được hai cái này. Đấy. Nên bán lẻ thì là 25.000 một cái. Một để chuẩn bị cho cây hoa của chúng ta nở một cách tối ưu nhất. Có những khi chúng ta phát hiện ra là cái cây hoa của chúng ta có những cái nụ, những cái chồi nó rất là nhiều nhưng mà nó đều không nở được, nó sẽ trở nên vàng đi. Thì đó chính là tình trạng như con ruồi vàng nó châm chích vào, thì dẫn đến là cây hoa của chúng ta không thể nở được một cách tối ưu. Hay nói cách khác là nó không thể sai bông nhiều, đúng không ạ? Nếu cô chú anh chị gặp phải những cái tình trạng đấy thì chúng ta có thể để ý là trong vườn của chúng ta xem có những con ruồi vàng không. Khi nó đậu nó châm chích vào những cái vòi, những cái nụ hoa thì nó hoa của chúng ta sẽ không thể sai hoa nhiều được. Và mùa hoa Tết cũng như là mùa xuân, rất là nhiều những cái dòng hoa của chúng ta nó nở, đúng không ạ? Thì cô chú anh chị mua cái thuốc dẫn dụ ruồi vàng này về, chúng ta sẽ bẫy. Đấy, trong vườn chỉ có một vài con thôi thì nó bay từ cây này sang, bay từ cây kia sang ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và mỗi một lọ này gia đình em Thảo bán với giá là 50.000, gồm có hai lọ bên trong này. Và nếu mà vườn rộng trên 100m thì chúng ta nên mua khoảng tầm 2 bẫy thế này. Đó, còn nếu mà những cái vườn bé bé thôi thì chúng ta mua một lọ. Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn ủng hộ shop hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị xem video của em nhớ đăng ký kênh của em bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Hiện lên cái chuông thông báo, anh chị em ấn vào chuông thông báo thì sẽ nhận được video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và bây giờ em xin kết thúc video đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo.